Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cà phê Liên minh. Như vậy, chỉ còn hơn một tuần nữa, mùa giải 2021 sẽ chính thức bắt đầu với việc cập nhật của hàng loạt trang bị mới sau khi chúng đã hoàn thành quá trình thử nghiệm. Đây được đánh giá là cuộc cách mạng mang lại sự đột phá về nhiều mặt, hứa hẹn làm thay đổi hoàn toàn meta cũng như vị thế của toàn bộ các tướng trong Liên minh huyền thoại. Nhiều người chơi cho rằng đợt thay đổi lớn này sẽ làm trò chơi trở nên thú vị hơn rất nhiều. Nhưng ngược lại cũng có không ít ý kiến cho rằng những trang bị thần thoại có sức mạnh quá imba. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận mọi thứ theo hướng khác, một số trang bị mùa 11 sẽ giúp game thủ sáng tạo ra nhiều cách xây dựng trang bị hiệu quả cho những tướng yêu thích của mình ở giai đoạn đầu mùa giải, từ đấy cải thiện elo cho hành trình leo rank gian nan sắp tới. Chính vì lẽ đấy, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những lối chơi hiệu quả trong giai đoạn khởi động mùa 11 nhằm giúp các bạn leo rank, cải thiện elo nhé. Cà phê Liên minh, cà phê nhân phẩm, cà phê tốc chiến và cà phê Valorant. Hãy subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất từ hệ thống của chúng tôi. À mà đừng quên ghé thăm kênh của mình, My Tai Official, để lắng nghe những bài hát mới nhất, những bản cover mà bạn yêu thích nha. V Insect với cung phong linh. Với việc Riot giảm sức mạnh hệ thống trang bị chí mạng, những món đồ thần thoại của lớp nhân vật xạ thủ tỏ ra kém ấn tượng hơn rất nhiều so với các item khác. Tuy nhiên, cung phong linh lại đang tỏa sáng cực kỳ rực rỡ trong thời gian gần đây. Lý do đầu tiên khiến cung phong linh trở nên được ưa chuộng tới vậy nằm ở điểm nó được buff quá mạnh ở bản 10.25. Bên cạnh việc tăng thêm 5 sức mạnh công kích, chuyện Riot giảm hồi chiêu của món đồ này đi 30 giây là một buff vô cùng quan trọng. Với hồi chiêu chỉ còn có 60 giây, sở hữu cung phong linh chả khác nào bạn có một kỹ năng biến ảnh mini của lớp lăng cả. Và rõ ràng độ cơ động lớn này là quá quan trọng đối với hầu hết các tướng. Trong đấy nổi lên hiện tượng V Insect với cung phong linh. Lối chơi này đơn giản chỉ là việc game thủ kết hợp chiêu Q, cú đấm bùng nổ với nội tại rông tố của cung phong linh. Mấu chốt của combo này chính là cung phong linh không hề có độ trễ khi dùng và tướng của bạn vẫn lướt được khi đang dùng kỹ năng khác. Trong trường hợp này, bạn cầm Vi lướt lên đấm vào mặt đối phương rồi đẩy lùi chúng, ngay lập tức nhấn cung phong linh để di chuyển sang hướng khác. Điều này chắc chắn sẽ tạo ra bất ngờ cực kỳ lớn dành cho đối phương, còn bạn sẽ tạo ra một highlight để đời. Bên cạnh khả năng lướt, lượng sát thương kích hoạt của cung phong linh là tới ngay lập tức sau khi lướt, vì vậy nó có khả năng dồn đam cực kỳ tốt ở đầu trận. Do đó, nó sẽ đóng góp sát thương ngay từ thời điểm rất sớm, phù hợp với tốc độ nhanh tới chóng mặt của Liên minh bây giờ. Không dừng lại ở đấy, cung phong linh còn gia tăng khả năng di chuyển linh hoạt cho tướng sử dụng nhờ nội tại thần thoại cộng tốc độ di chuyển. Với những game thủ ở đẳng cấp cao, khả năng di chuyển là cực kỳ quan trọng khi nó giúp bạn có thể kiểm soát mục tiêu hay răng bẫy đối thủ cực kỳ dễ dàng. Tóm lại, V Insect đang là một trong những combo tận dụng cung phong linh hiệu quả nhất. Trang bị này đang cho thấy mình có sức mạnh vượt trội khi gia tăng cho tướng khả năng lướt, dồn sát thương tuyệt vời. Bên cạnh việc cung cấp chỉ số thuần túy, đây là công cụ để game thủ có thể giữ được vị trí tốt nhất và gia tăng tầm ảnh hưởng ở đầu trận. Do đó, các cao thủ thách đấu hàn đang ưa chuộng cung phong linh. Chả mấy chốc thì nó sẽ trở thành item hot nhất trong thời gian tới mà thôi. Cặp đôi Anivia, Poppy đường dưới. Với quá nhiều sự thay đổi lớn của cửa hàng Liên minh, lớp nhân vật xạ thủ vẫn tỏ ra tương đối yếu, dù Riot đã tìm cách tăng sức mạnh ở một vài phiên bản vừa qua. Điều này khiến việc các tướng pháp sư, hỗ trợ hay đấu sĩ xuất hiện ở đường dưới ngày một nhiều. Trong đấy, trào lưu mang tên Anivia, Poppy đường dưới đang gây náo loạn thách đấu hàn. Lý do ra đời đầu tiên của trào lưu này đó là việc Riot buff Anivia quá mạnh ở phiên bản 10.25, từ sát thương cho tới mana. Hơn nữa, Riot cũng chỉnh sửa đòn đánh thường của Anivia sao cho mượt mà và bay nhanh hơn để giúp tướng này farm và kiểm soát đường cực kỳ tốt. Tuy nhiên, việc mang Anivia ra đường giữa vẫn là tương đối mạo hiểm. Do không có độ cơ động tốt nên tướng này rất ngại các sát thủ đang hot như Talon, Zed, Kata. Vì vậy mà việc đẩy Anivia xuống đường dưới và đi cùng một hỗ trợ nữa là an toàn hơn nhiều so với tình cảnh phải đơn thương độc mã đối đầu các sát thủ. Vậy tại sao các cao thủ lại để Poppy đi cùng Anivia nhỉ? Nhiều người sẽ hỏi như vậy, và câu trả lời thì cực kỳ đơn giản. Bộ đôi này có thể bắt người quá tốt. Chiêu E, xung phong của Poppy có thể làm choáng đối thủ tới 1,6 giây ở cấp 1. Kết hợp cùng W, tường băng từ Anivia thì bộ đôi này có thể bắt chết một tướng địch cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần Anivia dựng tường băng đúng thời điểm là Poppy luôn luôn làm choáng được tướng địch và cả hai có thể gây lượng sát thương lớn ở đầu trận. Hơn nữa, chiêu W không thể lay chuyển của Poppy cũng ngăn chặn tất cả các kỹ năng lướt. Vì vậy, đối thủ rất khó để có thể chạy thoát khi bị cô nàng này lao vào. Thậm chí Anivia có thể tung thêm một cú Q qua cầu băng giá để tiếp tục khống chế mục tiêu và đảm bảo gây được sát thương tối đa lên tướng địch. Để đảm bảo sát thương đầu ra là lớn nhất,
Anivia cần phải dùng ngọc, sốc điện thay vì thiên thạch bí ẩn như trước. Món đồ thần thoại mà Anivia nên hướng tới là bão tố Luden để đạt ngưỡng sức mạnh một trang bị lớn nhất có thể. Bạn nên mua nước mắt nữ thần để đảm bảo năng lượng, nhưng không cần phải nâng cấp thành quyền trượng đại thiên sứ từ sớm. Lý do là bởi nó không còn kích hoạt tạo khiên nữa. Vì vậy, đồng hồ cát là lựa chọn tốt hơn cho Anivia. Đối với Poppy thì nên dùng ngọc dư chấn để tối đa hóa sát thương mỗi khi lao vào bằng E xung phong. Về lối lên đồ thì những trang bị mang thiên hướng chống chịu là phù hợp nhất với Poppy. Bạn nên khởi đầu với giáp thép để đảm bảo lượng vàng, hồi phục cho bản thân lẫn đồng minh. Món đồ thần thoại hợp nhất với tướng này là giáp gia tốc hóa cuồng nhằm gia tăng khả năng tiếp cận giao tranh. Tóm lại thì với việc Anivia được buff mạnh, tướng này có thể chơi tốt ở vị trí đường dưới và tỏ ra rất hợp với Poppy hỗ trợ. Để sử dụng hiệu quả bộ đôi này, bạn nên kết hợp với một đồng đội hiểu ý và tập luyện khả năng làm choáng khi dùng chiêu E xung phong của Poppy với W tường băng từ Anivia. Một khi đã tập luyện thuần thục thì các bạn có thể hủy diệt đường dưới vô cùng dễ dàng nhé. Soraka, Yumi, bộ đôi gây ức chế nhất. Như đã nói, xạ thủ vẫn tỏ ra tương đối yếu ở thời điểm này. Vì vậy mà chuyện người chơi đưa những tướng pháp sư hỗ trợ xuống đường dưới ngày càng phổ biến. Trong số đấy, bộ đôi Soraka, Yumi đã thể hiện sự bá đạo tới mức có thể củ hành hầu hết những tướng xạ thủ truyền thống. Bí quyết để bộ đôi này có thể mạnh tới như vậy nằm ở tương tác đặc biệt giữa nội tại cứu rỗi của Soraka và khả năng ăn bám tới từ Yumi. Cụ thể, với việc mồn lèo ở trạng thái thấp máu bám vào người Soraka, cô nàng tinh nữ của chúng ta luôn trong trạng thái được gia tăng tốc độ di chuyển cực kỳ lớn, bất kể bạn đi về hướng nào. Lượng tốc độ di chuyển lớn này khiến Soraka có khả năng thả diều và tránh né kỹ năng định hướng của team địch vô cùng dễ dàng. Kể cả khi bị ganh, khả năng hồi phục tốt của hai tướng này cùng tốc chạy xé gió từ Soraka sẽ khiến bạn có thể sống khỏe và di chuyển về trụ an toàn. Về cơ bản, đây giống như một phiên bản khó chịu hơn của Ezreal Yumi vậy. Bạn sẽ không gây sát thương quá mạnh, nhưng độ an toàn thì vô cùng lớn. Nói tới vấn đề sát thương thì điểm đặc biệt của bộ đôi này là Soraka sẽ lên đồ xạ thủ để chơi như một AD thực sự. Với việc được bảo kê bởi Yumi, Soraka có thể gây sát thương vô cùng hiệu quả bằng cách tồn tại rất lâu trong giao tranh. Bên cạnh đấy, Yumi cũng cung cấp một lượng sát thương tương đối với nội tại chưa W, do đấy sát thương đầu ra của cả hai luôn được đảm bảo. Về cách xây dựng ngọc bổ trợ, Yumi sẽ có vai trò hỗ trợ và dùng bảng ngọc giống hệt với phong cách truyền thống. Trong khi đó với Soraka, bạn cần phải lấy ngọc bổ trợ của xạ thủ để đảm bảo sát thương cho cô nàng. Nhịp độ chết người là ngọc khá hay khi gia tăng một lượng lớn tốc đánh cho Soraka với mục đích khắc phục điểm yếu chỉ số cơ bản. Hiện diện trí tuệ cũng là lựa chọn tương đối ổn bởi nó cung cấp khả năng hồi mana cho Soraka một cách liên tục. Đối với trang bị, nhẫn Doran là item khởi đầu hoàn hảo để giúp Soraka trụ đường tốt nhất có thể. Sau đấy bạn nên chọn giữa cung phong linh để lấy tính cơ động và nỏ diệt thủy quái nhằm tối đa hóa sát thương. Nỏ tử thủ là không cần thiết bởi Soraka Yumi đã có sẵn khả năng hồi máu quá lớn rồi. Ở trang bị thứ hai thì cuồng đao Gunsu là item thích hợp nhất để đảm bảo sát thương đầu ra cho tướng này. Tóm lại, Soraka Yumi là bộ đôi đường dưới vô cùng khó chịu thời điểm hiện tại khi có thể dùng tốc độ di chuyển và khả năng hồi phục lớn từ sớm để đánh bại đối thủ cùng đường. Nếu bạn đang quá chán nản với việc xạ thủ truyền thống của liên minh quá yếu, phương án đổi sang Soraka Yumi, một lượt chơi vừa mới lạ, thú vị, hiệu quả là vô cùng hợp lý đấy. Kindred hỗ trợ, khắc chế meta. Sau một loạt thay đổi, meta hỗ trợ trong liên minh dần chuyển về các tướng mang thiên hướng khống chế tầm xa để tận dụng tối đa sức mạnh của chát lệnh đế vương. Những tướng dùng tốt item này như Janna, Nami, Sona, Seraphine cũng có khả năng buff máu cực kỳ tốt và điều này đòi hỏi đội hình của bạn phải sở hữu khả năng giảm hồi phục từ sớm. Tuy nhiên, vấn đề lớn của những trang bị giảm hồi máu đó là chúng không quá phù hợp với các tướng hỗ trợ. Với các tướng chống chịu, việc lên áo choàng gai sớm không mang tới độ hiệu quả bởi đối thủ phần lớn là dùng chiêu thức để hồi phục, khống chế, chứ chả đáng thường mấy. Ngọc Quên Lãng thì phù hợp với tướng sức mạnh phép thuật, nhưng dạng nhân vật này vai trò hỗ trợ cần lên đồ buff trước thay vì giảm hồi máu. Vì vậy, một vài game thủ với tư duy táo bạo đã tìm tới Kindred để tìm cách khắc chế meta. Ý tưởng chính của lối chơi Kindred hỗ trợ đó là tận dụng hiệu ứng bắn nhiều mục tiêu của Quy, vũ điệu xạ tiễn và nội tại giảm hồi phục từ gươm đồ tể để khắc chế tối đa khả năng bút máu. Bên cạnh đấy, khả năng giao tranh và bảo vệ chủ lực của Kindred cũng tỏ ra không hề yếu nhờ kiêu cứu sinh. Nên nhớ khi bạn đặt chiêu thức này ra, đối thủ sẽ có xu hướng lao vào phạm vi ảnh hưởng của kiêu cứu sinh để kéo dài thời gian tồn tại trong giao tranh. Đấy là lúc mà sức mạnh của lời nhắc tử vong sẽ phát huy tối đa khi bạn chắc chắn sẽ áp dụng hiệu ứng giảm hồi phục lên rất nhiều đối thủ.
Kết hợp với sát thương và hồi phục mạnh từ dây chuyền trục tội, bạn có thể đảm bảo giao tranh chiến thắng cho đồng đội. Hơn nữa, với khả năng làm chậm từ thương phục hận Seruda, Kinred hỗ trợ hoàn toàn có thể cung cấp thêm độ đa dụng cho đội hình và không lo bị phế ở giữa trận. Về bản chất, Kinred vẫn có khả năng thăng tiến sức mạnh tốt và bạn có thể đóng góp sát thương không hề nhỏ ở giai đoạn sau của trận đấu. Đương nhiên, điểm yếu của Kinred hỗ trợ sẽ là hạn chế về mặt tìm kiếm đồng nguyên ấn bởi bạn phải đi cùng xạ thủ. Vì vậy mà tướng này không quá mạnh trong khoản gây sát thương đầu trận. Nếu mà bạn muốn mạnh sớm thì phải kiếm được cộng dồn nội tại từ việc lấy mạng tướng địch. Vì vậy, đồng đội tốt của Kinred hỗ trợ là những tướng xạ thủ có sát thương lớn đầu trận như Kalista, Lucian, Tristana, thậm chí là cả đấng Yasuo. Tóm lại, Kinred hỗ trợ là lối chơi được dùng để khắc chế những tướng meta như Janna, Nami, Seraphine, với việc bạn có thể mua gươm đổ tể từ rất sớm. Nếu mà gặp phải những đối thủ dùng phong cách siêu hồi phục để thắng đường, Kinred là lựa chọn cực kỳ hay để counter và khiến họ trả giá. Pantheon dọn rừng siêu tốc. Sau một thời gian dài chờ đợi, Riot đã đưa ra hàng loạt chỉnh sửa nhắm tới Pantheon với mục đích chính là giảm sức mạnh của tướng này ở vai trò hỗ trợ. Và để bóp sức mạnh của Pantheon vai trò đường đơn, Riot đã giảm mana chiêu Q, ngọn giáo sao băng, rồi tăng sát thương chiêu W khiến trời giáng. Họ cũng bóp thêm 10 tốc độ di chuyển cơ bản cho tướng này. Thay đổi này đã khiến Pantheon có khả năng di chuyển, gây sát thương tốt hơn ở đầu trận. Đổi lại thì độ an toàn của thượng nhân chiến tranh bị giảm đi một chút. Vì vậy, game thủ dần mang Pantheon ra đường đơn. Thậm chí ở vai trò đi rừng, vì tướng này còn được phát hiện là có tốc độ farm vô cùng kinh hoàng. Một game thủ liên minh đã chứng minh điều này bằng cách làm video Pantheon ăn sạch 6 bãi quái rừng chỉ trong vòng 1 phút 42 giây mà thôi. Vậy làm thế nào để farm rừng nhanh như vậy bằng Pantheon? Câu trả lời là bạn phải thuần thục kỹ năng thả diều quái rừng và liên tục di chuyển trong khi farm. Nếu đứng yên một chỗ thì game thủ sẽ rất tốn thời gian để dọn đủ 6 bãi. Ngay từ giai đoạn khởi đầu, khi ăn bùa đỏ, game thủ cần để ý Pantheon liên tục di chuyển giữa các đòn đánh thường và kéo con quái dần về hướng bãi người đá. Cách ăn các bãi người đá, chim và sói tiết kiệm máu nhất với Pantheon đó là tìm cách kéo quái rừng đứng theo cùng một hướng. Bạn tuyệt đối không được đứng giữa bãi quái bởi chiêu E chỉ chặn sát thương từ một hướng mà thôi. Việc kéo bãi quái đứng cùng một hướng khiến chiêu thức này chặn được tối đa sát thương và giúp game thủ tiết kiệm máu nhiều nhất. Phần khó nhất trong cách farm rừng này là việc ăn bãi cóc và bùa xanh cùng một lúc. Để làm được thì bạn phải tấn công bùa xanh trước, sau đấy dần di chuyển về hướng bãi cóc rồi dùng trừng phạt vào con quái đấy. Bạn cần phải dùng E chính xác để chặn được sát thương của con cóc nhằm tiết kiệm máu. Khi thanh kiên nhẫn của nó chuyển sang màu đỏ thì di chuyển gần về hướng cóc rồi dùng Q, ngọn giáo sao băng để kết liễu cả hai bãi quái. Với việc kết thúc vòng rừng ở ngưỡng thời gian 3 phút 12 giây, bạn có thể kiểm soát cua kỳ cục cực kỳ dễ dàng bởi nó xuất hiện chỉ sau đấy có 3 giây thôi. Với lượng máu vượt trội nhờ việc trang bị đi rừng cung cấp hút máu toàn phần cho tướng, Pantheon có thể dễ dàng kiểm soát mục tiêu này và khiến đối thủ không thể cạnh tranh nổi. Đương nhiên, để đạt tới tốc độ farm rừng như vậy, bạn cần phải tập luyện rất nhiều kỹ năng thả diều quái rừng và cách ăn bãi cóc, bùa xanh cùng một lúc. Khi thuần thục được thì chuyện ăn mục tiêu hay gánh sớm là cực kỳ đơn giản. Vừa rồi là toàn bộ nội dung về những lối chơi đang rất thành công ở thời gian gần đây. Rõ ràng khác hẳn với truyện tranh hay phim ảnh, Liên minh huyền thoại không hề ép buộc bạn phải gò bó, kìm nén trong bất kỳ chuyện gì. Người chơi có thể tự do sáng tạo, miễn là không hack, cheat, dùng phần mềm gian lận. Điều này giúp trò chơi trở nên mới mẻ và chúng ta luôn được chứng kiến những phát minh độc lạ. Chính vì vậy, nếu các bạn có máu phiêu lưu mạo hiểm thì đừng ngần ngại trải nghiệm ngay những thứ ở trên trong đấu trường công lý nhé. Cuối cùng, sau khi xem xong video, các bạn có suy nghĩ sao nào? Hãy để lại ý kiến cho Cà phê Liên minh biết và đừng quên like, share và subscribe bởi vì nó free nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.